Xin chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tải một cái video ở trên YouTube về chiếc điện thoại iPhone của chúng ta. Để có thể tải được cái video ở trên YouTube về chiếc điện thoại iPhone của chúng ta thì chúng ta cần phải tải một cái ứng dụng, đó là My Media về. Thì bạn nào chưa tải thì các bạn có thể click vào App Store đúng không ạ? Các bạn click vào ô tìm kiếm là My Media. Đây, cái ứng dụng này. Thì ở đây tôi đã tải nó về rồi, bạn nào chưa tải thì các bạn tải về và các bạn bật nó lên. Đó. Rồi, ở cái ô tìm kiếm này, cái ô này thì các bạn hãy gõ vào cái đường dẫn là saverfrom.net đúng không ạ? saverfrom.net. Đây, các bạn gõ vào cái đường dẫn này và nó sẽ ra một cái giao diện khác để chúng ta điền cái URL mà chúng ta muốn tải video về. Rồi tôi sẽ lên YouTube đúng không ạ? Tôi sẽ lên YouTube, tôi tìm kiếm một cái video mà tôi mong muốn tải về cái điện thoại của mình để đăng lên các cái tài khoản khác, ví dụ TikTok hay là Facebook chẳng hạn. Rồi tôi sẽ vào cái tab thịnh hành đi, tôi sẽ lựa chọn một cái video đầu tiên này, đây, hòa vô sắc. Rồi tôi click vô chia sẻ và tôi sao chép cái đường link. Rồi tôi quay trở lại cái ứng dụng My Media và tôi nhập cái đường dẫn vào đây, paste nó vào đúng không ạ? Thì nó sẽ điều hướng để chúng ta tải cái video này. Đây, chúng ta click vô tải về. Ok, chúng ta sẽ click vào đây nhá. À, bởi vì nó sẽ dính một số cái quảng cáo. Rồi, chúng ta click vào đây để nó quay trở lại trang này. Chúng ta bấm tải về. Và chúng ta click vào download the file. Rồi chúng ta lưu cái file này. Đây tôi lưu là hòa vô sắc đi. Rồi, chúng ta ấn vào Save. Vẫn chưa được. Rồi, các bạn chú ý này, cái phiên bản web M này thì nó sẽ không thể nào mà tải được về nhé. Các bạn click vào MP4 này. Đó, rồi chúng ta click vô download the file. Rồi chúng ta lưu lại cái tên này là hoa vô sắc. Và chúng ta save nó lại. Đó, thì chúng ta sẽ được là nó download. Và chúng ta chờ một chút nhé. Rồi ok, chúng ta ấn back. Và cái file đấy nó sẽ xuất hiện ở cái chỗ media này đúng không ạ? Đây, cái phiên bản web này. Tôi thử tải nó về camera zone xem nào, các bạn thấy nó báo lỗi không đó. Và tôi tiến hành click vào đây, giữ im này, giữ im rồi thả ra. Rồi tôi xếp vào true camera zone. Đây các bạn click vào dòng này. Đây thì video đã được lưu đó. Nếu như các bạn tải cái đuôi là web M á thì nó sẽ không lưu được đúng không ạ? Đây, save camera roll. Đây thì đã bị lỗi ngay, bị fail ngay. Chúng ta chỉ có thể tải được cái đuôi MP4 thôi đúng không ạ? Đây. Chúng ta chỉ tải được MP4. Dĩ nhiên là chất lượng nó hơi thấp mà chúng ta xem trên điện thoại cũng rất là bình thường đúng không ạ? Cũng vẫn rất là ok. Ok. Và chúng ta quay trở lại cái giao diện điện thoại của chúng ta click vào cái phần hình ảnh đúng không ạ? Khi chúng ta tải về nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó, các bạn thấy không? Đó. Và như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn cái cách làm thế nào để chúng ta có thể tải một cái video trên YouTube về chiếc điện thoại iPhone. Và nếu như các bạn thấy cái video này hay thì các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh, ấn nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau của tôi. Chúc bạn thành công. Các bạn nhớ nhá, cái ứng dụng My Media. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.